T3 cũ, T8, T3 BMA bản 2023. Đâu mới là đèn bi cầu mini lắp zin có ánh sáng pha đỉnh nhất? Ngày hôm nay em Linh sẽ phân tích kỹ hơn cho các anh em hiểu hơn nhé. Điều này sẽ giúp cho các anh em lựa chọn được con đèn mà anh em ưng ý nhất tại cái thời điểm hiện tại. Và lưu ý một điều, trong video này chúng ta chỉ bàn luận tới ánh sáng pha của cả ba mẫu thôi nhé. Chế độ cốt thì ba con nó đều tương tự nhau anh em ạ. Đầu tiên là mẫu T3 bản cũ từ 2022, nó có màu đen trông như thế này. Mẫu này thì thuộc thế hệ đầu tiên trong dòng bi cầu mini lắp zin và nó có màn chập pha rất là cao, rất chói, độ tỏa rất là rộng. Như anh em có thể để ý, đèn nào mà tỏa rộng thì thường sẽ không chiếu được xa, khả năng bật pha chiếu xa của mẫu này là tương đối kém. Tiếp đến sẽ là mẫu T8 BMA mở bán từ đầu năm 2023. Mẫu này thì ánh sáng pha đã cải tiến, có hai trợ pha mắt ếch chiếu rất là xa, nhưng ở chế độ pha vẫn còn một điểm yếu, đó chính là độ rộng. Ánh sáng pha gom quá mức như một cái đèn pin thu nhỏ, gây hạn chế tầm nhìn bao quát khi anh em di chuyển trên đường. Và cuối cùng, em Linh muốn giới thiệu với tất cả anh em nhà mình ngày hôm nay, phiên bản T3 BMA mới nhất của 2023 với sự kết hợp hoàn hảo giữa màn chập pha siêu rộng kết hợp cùng tâm trợ pha laser, mang tới cho chúng ta một cái tầm nhìn chuẩn xác, bao quát xung quanh rất là tốt mà chiếu rất là xa, vừa gom lại vừa tỏa. Có thể nói T3 BMA ra đời là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai mẫu T3 cũ và T8. Anh em lưu ý giúp em Linh một điều, phiên bản T3 cũ có màu đen, còn T3 BMA mới trên thân đèn có khắc logo của BMA, đèn có màu xanh như trên video anh em nhé. Rất nhiều anh em hiểu nhầm, ham rẻ và đã mua không đúng loại, mua không đúng con đèn mà anh em ưng ý. T3 BMA màu xanh bản mới 2023 thì nó mới có thêm trợ pha laser trong màn chập, còn phiên bản T3 cũ màu đen thì không có. Với công suất là 70W, cốt bi cầu cắt sáng chống chói, pha màn chập và hỗ trợ pha laser thì đây quả là một con đèn hoàn hảo. Chân đèn H4 anh em có thể lắp trên ô tô hay xe máy đều được, đặc biệt mẫu này thì được anh em lắp ô tô cực kỳ là nhiều luôn, lắp như zin, không phải đục khoét, không phải độ chế, đi đăng kiểm rất là dễ dàng. Và bây giờ mời anh em thẩm qua ánh sáng của T3 BMA. Em Linh tin rằng đây là một mẫu đèn xịn nhất năm 2023, anh em chắc chắn không thể bỏ qua. Ngoài ra anh em thợ, anh em đại lý cần hàng thì kết nối với em Linh luôn nhé, giá cả thì cực kỳ yêu thương cho anh em mình luôn đó ạ. Ok.